Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, quản lý và phát triển công viên cây xanh công cộng là chủ đề của chương trình Dân hội Chính quyền trả lời tháng 12 năm 2023 vừa diễn ra vào sáng qua. Chương trình do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Thành Kiên. Giai đoạn 2020-2025, Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu tăng thêm 150 ha đất công viên công cộng, tăng thêm 10 ha mảng xanh công cộng. Đối với cây xanh, có chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 30.000 cây xanh. Thế nhưng theo thống kê mới đây, tính từ năm 2021 đến nay, thành phố chỉ tăng thêm được 21,74 ha công viên công cộng, 9,3 ha mảng xanh và thực hiện việc trồng mới, cải tạo được gần 16.000 cây xanh. Hiện nay cái phân bố mảng xanh của thành phố chúng ta là không đồng đều. Các quận nội thành, trung tâm là nơi có số lượng và diện tích công viên lớn, trong khi các quận mới hay là các huyện ngoại thành thì cái quỹ đất dành cho cái công viên rất lớn. Xin hỏi trong đồ án điều chỉnh chung quy hoạch của thành phố đến năm 2040 có cải thiện tình hình này không? Chúng ta có 600 đồ án quy hoạch phân khu trên toàn địa bàn thành phố và phân bố cái công viên này là đã đều khắp quận huyện cũng như theo cái quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu. Cái vấn đề ở đây là chúng ta chưa triển khai được thực hiện cái những cái quy hoạch này ra thực địa. Cho nên cái số lượng công viên trong những năm qua là chúng ta không có đáp ứng được nhu cầu. Cho nên sắp tới tôi cũng kiến nghị là nên có tập trung thêm ngoài cái ưu tiên cho giao thông, cho hạ tầng kỹ thuật cũng phải có thêm cái ưu tiên cho mảng xanh. Chúng tôi có đề nghị là chúng ta sẽ đưa những cái mô hình nhà ở cao tầng hơn, nén hơn ở một số khu vực phù hợp để chúng ta dành ra những cái quỹ đất xung quanh để cho phần không gian xanh, cho phần sinh hoạt công cộng. Chứ vẫn còn cái tình trạng là sử dụng cái diện tích công viên để thực hiện một số nội dung kinh doanh như là thực hiện các kiosk, rồi xây dựng các sân khấu ca nhạc. Thì như vậy thì cơ quan chức năng chúng ta đã kiểm tra xử lý vấn đề này như thế nào? Vấn đề thứ hai thì theo như tôi được biết thì hiện nay đối với những lề đường 3 mét trở lên thì được trồng cây xanh. Thì như vậy thì đến hiện nay thì chúng ta đã thực hiện chỉ tiêu này như thế nào? Về việc khai thác kinh doanh trong công viên thì trong thời gian vừa qua thì sở cũng đã phối hợp với các ngành để thực hiện rà soát và tham mưu ủy ban để chỉ đạo cho các chủ sở hữu hoặc là chủ quản lý sử dụng công viên để thực hiện cái kế hoạch rồi đề án khai thác kinh doanh quản lý công viên theo đúng quy định của luật tài sản công trên địa bàn thành phố. Đối với các vỉa hè trên 3 mét sẽ thực hiện việc trồng cây trên vỉa hè thì trong thời gian vừa qua cũng đã thực hiện được là khoảng 26.000 cây xanh, đạt chỉ tiêu và là khoảng 87%. Các đại biểu cho rằng thành phố cần có cơ chế, chính sách ưu đãi để nhanh việc huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển công viên, không chỉ là nơi vui chơi, nghỉ ngơi, mà còn là địa điểm tham quan, du lịch lý tưởng cho người dân và du khách, tăng cường truyền thông để người dân tích cực tham gia phong trào trồng cây tại khu vực mình sinh sống, đồng thời chú trọng việc bảo vệ hệ thống cây xanh của thành phố. Khi mà xây dựng và thực hiện xong các công viên xanh cũng như là trồng mới cây xanh, thành đoàn luôn bàn giao và thực hiện với lại địa phương, đơn vị để duy trì cây xanh đó và chăm sóc những mảng xanh. Ngoài ra thì việc xây dựng sản phẩm tuyên truyền trên các trang mạng điện tử, trang mạng xã hội để các bạn đoàn viên thanh niên duy trì cái nếp sống xanh và cũng như cùng chung tay với lại thành phố để xây dựng thành phố xanh. Thực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta tăng cường xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế và lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh của thành phố giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể triển khai nhiều các cái hoạt động thiết thực hơn nữa để vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng việc gìn giữ và phát triển công viên cây xanh trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chương trình Dân hội Chính quyền trả lời tháng 1 năm 2024 dự kiến sẽ phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 1 với chủ đề đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12.
Theo báo Sài Gòn Giải Phóng số ra sáng nay, nói về ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước sẽ đi sâu trao đổi các định hướng lớn, toàn diện về việc làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, phát huy truyền thống giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tích cực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn. Thưa quý vị, phát triển du thuyền không chỉ mang lại nguồn thu cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn góp phần vào việc thu hút khách du lịch từ khắp nơi đổ về, tạo cơ hội cho nhiều lĩnh vực khác đi lên. Đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, thành phố có lợi thế về mạng lưới giao thông đường thủy với hơn 100 tuyến và khoảng 135 tài nguyên phục vụ du lịch đường thủy. Một hạn chế lớn được sở này chỉ ra là chưa có cơ chế về giao cho thuê đất để xây dựng bến thủy nội địa. Số lượng du khách đường thủy chưa cao, sản phẩm du lịch chưa hấp dẫn, thiếu dịch vụ bổ trợ. Về lộ trình quy hoạch bến thủy nội địa, Sở Du lịch kiến nghị cần có sự phối hợp với các đơn vị, báo cáo và tham mưu các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng hạ tầng xanh, phục vụ phát triển du lịch đường thủy. Nội dung chi tiết sẽ có trong bài viết Gỡ 3 nút thắt ngành du thuyền sẽ kiếm tỷ đô trên báo Pháp Luật số ra sáng nay. Lúc sinh thời, vấn đề về y đức rất được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm. Đặc biệt, Bác rất coi trọng việc trau dồi rèn luyện y đức, đạo đức của người thầy thuốc, người cán bộ y tế. Thấu hiểu được những lời dạy tư tưởng này của Bác, trong suốt thời gian qua, nữ bác sĩ Từ Kim Thanh đang công tác tại khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực mang đến nhiều mô hình, phương pháp điều trị mới, qua đó cứu sống hàng ngàn bệnh nhân. Năm 2021, trong lúc giãn cách xã hội kéo dài do dịch bệnh, rất nhiều bệnh nhân suy thận đã đứng trước nguy cơ tử vong do gặp khó trong việc tiếp cận lọc máu. Trong tình thế khẩn cấp ấy, nữ bác sĩ Từ Kim Thanh đã mang đến sáng kiến mô hình chạy thận nhân tạo tại các trung tâm cách ly COVID-19 và thực hiện hơn 2.000 lượt chạy thận, cứu sống hàng ngàn bệnh nhân. Mình đặt mình vô hoàn cảnh của người bệnh. Nếu mình là bệnh nhân lọc máu hoặc mình là người nhà của họ mà khi đại dịch diễn ra như vậy mình sẽ làm như thế nào? Thì lúc đó là những cái sáng kiến, những cái kỹ thuật đặt ra. Mình cũng muốn suy nghĩ đến những kỹ thuật giúp cải thiện cái chất lượng cuộc sống của người bệnh mình tốt nhất. Khi những bệnh nhân mà họ trải qua cái thập tử nhất sinh đó, mình cứu sống họ được, không có cái gì hạnh phúc bằng mà cũng không có gì mà vui sướng mà để kể được cái niềm vui lúc đó cả. Không chỉ ân cần với bệnh nhân, bác sĩ Thanh còn rất nỗ lực cùng tập thể phát huy nhiều sáng kiến, ứng dụng khoa học để mang đến các phương pháp điều trị hiệu quả hơn như thay huyết tương, lọc máu liên tục, lọc hấp phụ. Bác sĩ Thanh ở đây là một người trưởng khoa rất tốt. Nhờ bác sĩ Thanh thì bệnh tình của bệnh nhân cũng giảm nhiều. Tức là chu đáo là bác sĩ Thanh cũng đưa đi rừng giường lo cho bệnh nhân. Chị luôn hết lòng vì bệnh nhân. Và đối với chị thì lợi ích của bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu. Cho nên là trong tất cả các trường hợp bệnh nhân, cho dù đến với khoa ở trong bất cứ hoàn cảnh như thế nào thì vẫn luôn đặt mục tiêu hàng đầu là phải cứu sống bệnh nhân trên hết. Ngoài nhiệm vụ được giao, bác sĩ Kim Thanh còn tham gia đảm nhiệm các vai trò tại Ban Thường vụ Hội Lọc máu Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nội thận Lọc máu Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia báo cáo tại nhiều hội nghị khoa học chuyên ngành và luôn là hạt nhân gắn kết, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp. Đối với vai trò là một lãnh đạo khoa thì là một lãnh đạo khoa quản lý rất tốt và tạo điều kiện cho nhân viên trong khoa phát triển về mặt chuyên môn cũng như là các kỹ năng trong công việc như là cuộc sống. Với bác sĩ Từ Kim Thanh là một bác sĩ trẻ, năng nổ và chuyên môn giỏi, và có cái định hướng học tập và trau dồi chuyên môn rất là cao. Về cái chuyên môn thì bác sĩ Từ Kim Thanh là có nhiều thành tích để mà đóng góp cho bệnh viện cũng như là phục vụ nhân dân. Đó là một cái tấm gương sáng để cho các bác sĩ trẻ mình noi theo. Mình vẫn học câu nói bác là thương yêu của người bệnh như là người thân của mình. Chỉ có thương yêu người bệnh như người thân của mình thì mình mới cái tâm mình mới sáng được, và mình phải suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu
để có cái cách điều trị và mang lại cái chất lượng cuộc sống của người bệnh tốt hơn. Bằng những việc làm thiết thực, năm 2023, bác sĩ Từ Kim Thanh đã được Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với nữ bác sĩ, những điều này vừa là niềm vinh dự, đồng thời cũng là động lực để cô và tập thể của mình cố gắng hơn nữa trong công tác chữa bệnh, cứu người, nâng cao y đức. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên khai mạc hội nghị quốc tế diễn đàn Doha 10 tháng 12, Thủ tướng Qatar cho biết nước này vẫn đang tiếp tục các nỗ lực hòa giải để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas ở Gaza. Thủ tướng Qatar cho biết nước này và các quốc gia đối tác đang đẩy mạnh các nỗ lực để tiếp tục đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở Gaza. Ông khẳng định các con tin Israel đang bị bắt giữ chỉ có thể được trả tự do thông qua đàm phán. Cuộc khủng hoảng đang cho thấy khoảng cách lớn giữa phương Đông và phương Tây và cộng đồng quốc tế. Thế giới đang bị chia làm các phe, một bên kêu gọi chấm dứt cuộc chiến, còn một bên thì chần chừ kêu gọi một lệnh ngừng bắn. Qatar vốn là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chủ chốt trong cuộc xung đột Hamas-Israel, góp phần mang lại thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày vừa qua ở Gaza. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực, Israel đã nối lại các cuộc tấn công vào Gaza. Cũng tại sự kiện, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông sẽ không từ bỏ việc theo đuổi một lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh tình hình nhân đạo trên dải Gaza ngày càng trở nên thảm khốc. Ngày 10 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới nước là WHO đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về tình hình Gaza. Tổng giám đốc nước là WHO cảnh báo hệ thống y tế tại Gaza đã bị thu hẹp 2/3 năng lực chữa trị, tạo điều kiện cho dịch bệnh chết người lây lan. Tuyên bố của người đứng đầu nước là WHO được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel vẫn đang đẩy mạnh các cuộc tấn công trên khắp dải Gaza. Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng WHO gần như sẽ không thể cải thiện được tình hình ở Gaza trước tình hình chiến sự hiện tại. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể nhất trí một lệnh ngừng bắn sau quyết định phủ quyết của Mỹ. Chúng tôi đã ghi nhận dấu hiệu đáng lo ngại của dịch bệnh như tiêu chảy, vàng da và nhiễm trùng hô hấp. Tình hình dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đến. Hệ thống y tế ở Gaza đang bên bờ vực sụp đổ. Hiện tại chỉ còn 14 trên tổng số 36 bệnh viện là còn hoạt động một phần. Xung đột Hamas-Israel đã bước sang tháng thứ ba. Ông Ghebreyesus dẫn số liệu mới nhất cho biết hơn 17.000 người đã thiệt mạng ở Gaza, trong đó có 7.000 trẻ em. Hơn 46.000 người bị thương và 1,9 triệu người, gần như toàn bộ dân số của Gaza phải rời bỏ nhà cửa. Người đứng đầu WHO khẳng định rằng lệnh ngừng bắn là giải pháp duy nhất để bảo vệ người dân Gaza. Những cuộc họp khẩn cấp của WHO như thế này là rất hiếm và chỉ diễn ra trong những cuộc khủng hoảng về y tế như đại dịch COVID-19 vào năm 2020 và dịch Ebola ở Tây Phi năm 2015. Ngày 10 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bày tỏ hy vọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với Ấn Độ. Năm nay ghi dấu hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Hàn Quốc hoan nghênh các mối quan hệ của hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 10 tháng 12 năm 1973. Ông bày tỏ ấn tượng về 50 năm tình hữu nghị nhiều thành tựu giữa Hàn Quốc và Ấn Độ, mong muốn cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi củng cố quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt. Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã hội đàm với Thủ tướng Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở New Delhi. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tăng cường liên lạc và hợp tác chiến lược. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đặc biệt vào năm 2015. Ngày 10 tháng 12, Serbia đã hoàn thành việc kết nối với một đường ống dẫn khí đốt ở Bulgaria. Dự án này sẽ giúp Serbia mở rộng nguồn cung cấp khí đốt, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga. Khí đốt sẽ được vận chuyển từ thị trấn Novi Iskar của Bulgaria đến thành phố Niš của Serbia, cho phép nước này tiếp cận khí đốt từ Azerbaijan và kho khí thiên nhiên hóa lỏng LNG từ cảng Alexandropolis của Hy Lạp. Bộ trưởng Năng lượng Serbia Dubravka Jedovic, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã tham dự buổi lễ khánh thành ở Niš. Đây không chỉ đơn thuần là một dự án cơ sở hạ tầng, nó là biểu tượng của sự đoàn kết thành công và hiệu quả giữa Serbia, Bulgaria và Azerbaijan.
Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững trong khu vực. Đường ống khí đốt giữa Serbia và Bulgaria có tổng chiều dài 170 km với công suất dự kiến là 1,8 tỷ mét khối một năm, chiếm 60% nhu cầu khí đốt thường niên của Serbia. Ủy ban châu Âu EC đã đóng góp 49,6 triệu euro cho việc xây dựng đường nối khí đốt ở Serbia. Trước đó, hôm 15 tháng 11, Serbia đã ký một thỏa thuận với Azerbaijan để mua 400 triệu mét khối khí thiên nhiên từ năm 2024. Bộ Năng lượng Azerbaijan kỳ vọng khối lượng khí đốt cung cấp cho Serbia sẽ tăng lên trong tương lai. Thưa quý vị, Gustave Dumoutier là một trong những học giả am tường nhất về xứ Đông Dương với những khảo cứu nổi trội về khảo cổ học, địa lý học lịch sử, dân tộc học và truyền thống dân gian. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã tổ chức buổi tọa đàm công bố bản dịch cuốn sách Tang lễ của người An Nam. Tác phẩm được coi là công trình khảo cứu công phu toàn diện nhất về tang lễ của người Việt vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Những gì học giả Dumoutier thuật lại trong cuốn sách Tang lễ của người An Nam dễ dàng chứng minh sự kết hợp giữa đạo giáo, tín ngưỡng phù thuật và Phật giáo đã bị Việt Nam hóa, cùng với vai trò của ông sư và thầy cúng trong tang lễ. Không dùng lăng kính của một người phương Tây theo tôn giáo nhất thần, học giả Dumoutier cũng có những quan sát sâu xa hơn và nhận định sự phức tạp của đời sống tôn giáo ở Việt Nam như một khu rừng tâm linh. Tác phẩm của ông với những ghi chép tỉ mỉ, lý giải từng khái niệm và quan trọng là thực chứng. Vì thế có giá trị rất đương thời, là một tài liệu quý trong việc nhìn lại văn hóa truyền thống. Không chỉ dựa trên nguồn tư liệu tham khảo phong phú và đa dạng, tang lễ của người An Nam còn bao gồm một số lượng lớn các bức vẽ, hình minh họa cổ vừa chi tiết vừa sống động. Bất kỳ một dân tộc nào thì cũng đều là quan tâm đến hai cái chuyện là hôn nhân và mất. Thì tang lễ là một cái đề tài rất là xưa rồi và cái vai trò của nó trong cuộc sống thì rất là quan trọng. Tôi đánh giá đây là một cuốn sách rất là tốt về cái đề tài này và vào cái thời điểm đó. Đúng như là người ta nhận xét đây là cái cuốn sách tốt nhất về tang lễ của người An Nam từ trước cho đến thời điểm đó. Và có lẽ không chỉ đến thời điểm đó mà đến tận bây giờ cũng chưa có cuốn nào về tang lễ sâu hơn thế, tư liệu đầy đủ hơn thế, phong phú hơn thế. Tang lễ của người An Nam là công trình khảo cứu công phu dựa trên nguồn tư liệu tham khảo phong phú và đa dạng, cùng với một khối lượng tranh ảnh minh họa hiếm có, sẽ là một tư liệu quý giá, đặc sắc cho cả người đọc phổ thông lẫn nhà nghiên cứu chuyên sâu, cũng như cho tất cả những ai muốn tìm hiểu nghi thức tang lễ cùng tín ngưỡng của người Việt. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận 10 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn quận 10 đã tổ chức lễ phát động xây dựng tuyến đường không rác trên tuyến đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Tri Phương. Dự kiến quận 10 sẽ triển khai xây dựng tuyến đường không rác thí điểm trong 60 ngày, sau đó đánh giá nhân rộng triển khai trên 8 tuyến đường văn minh đô thị còn lại của quận. Lãnh đạo quận 10 kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các cơ quan nhà nước, gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ môi trường, đồng thời kêu gọi mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường bằng hành động, biện pháp thiết thực, qua đó tạo điểm nhấn nổi bật và xây dựng quận 10 là một quận đô thị đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và là điểm nhấn của thành phố Hồ Chí Minh. Cho các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp đó là thực hiện là bản cam kết là không có để rác ra dưới gốc cây, ra ngoài vỉa hè không đúng nơi quy định và ký hợp đồng với những người thu gom rác theo đúng quy định. Dành 15 phút mỗi sáng thứ bảy để tổng vệ sinh, phát động người dân thu gom cái chất thải nhựa để đến ủy ban dân phường đổi cây xanh về trồng, tạo thêm nhiều mảng xanh tại từng nhà và từng khu phố. Cái mô hình khu phố không rác này cũng kêu gọi bà con nhân dân, hộ kinh doanh cũng như là nhân dân trên toàn địa bàn quận 10 hãy thay đổi thói quen để trên mỗi tuyến đường chúng ta thật là sạch, xanh, thân thiện môi trường. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận 10 trao thùng rác công cộng và tặng cây xanh cho Ủy ban Nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường. Sau lễ phát động là chương trình đạp xe diễu hành tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh tham gia xây dựng tuyến đường không rác. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lưu ý thực hiện một số nội dung trong công tác giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Theo đó, các sở giáo dục cần nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục với các sở ngành liên quan, các tổ chức cá nhân trong việc quản lý hoạt động này. Từ việc cấp phép hoạt động cho đến việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hàng năm đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên. Đồng thời, bảo đảm tổ chức giảng dạy đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vừa qua, thông tin có đối tượng cho tiền em học sinh, người giáo viên cầm tờ tiền này cũng bị chóng mặt đau đầu, nghi ngờ là dàn cảnh bắt cóc xảy ra trước cổng trường tiểu học Hòa Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, gây hoang mang trong dư luận. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân quận 12 đã chỉ đạo công an quận phối hợp với các đơn vị nhằm xác minh vụ việc trên và khẳng định thông tin trên là sai sự thật và quận cũng sẽ tiếp tục rà soát xử lý theo quy định. Từ sự việc trên, một lần nữa khẳng định các thông tin chưa được kiểm chứng có tác động tiêu cực rất lớn đến an ninh, an toàn trật tự xã hội. Đặc biệt, việc lan truyền những thông tin xấu độc, sai sự thật, dù vô tình hay cố ý, vẫn có thể đối mặt với các hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, trường tiểu học Hoàng Huy Giáp, quận 12 đã phát thông báo về công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường do hiệu trưởng trường này ký. Từ đó, nhiều luồng thông tin lo lắng cho rằng vụ việc xảy ra là vụ dàn cảnh bắt cóc học sinh, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và phụ huynh học sinh. Thì cái quan trọng nhất để bảo vệ các em là chúng ta phải xây dựng một cái quy trình để có thể quản lý học sinh giờ đưa đón cho thật là chuẩn mực và chúng ta dựa vào đó để thực hiện để an toàn cho các em. Còn khi xảy ra một cái thông tin lan tỏa trên mạng xã hội về một cái hiện tượng nào đó liên quan đến nhà trường nói chung, đặc biệt là liên quan đến cái hành vi bắt cóc trẻ em, thì việc đầu tiên là nhà trường phải ngay lập tức xác minh, tìm hiểu phụ huynh xem là có cái hiện tượng đó hay không. Và nếu có thì phải báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xác minh. Ở Việt Nam chúng ta chưa chú trọng vào những cái hướng dẫn các kỹ năng an toàn cho các em. Với cái trình độ phát triển của công nghệ như hiện nay thì nó sử dụng trí tuệ nhân tạo và có thể giả danh cuộc gọi để chúng ta, nó có thể gọi đến và để xác minh trẻ tin rằng đó là bố mẹ mình gọi. Như vậy thì chúng ta phải hướng dẫn cho trẻ là cái cách để nhận biết. Theo các chuyên gia, từ khi luật an ninh mạng năm 2018 có hiệu lực và bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành, công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đã chặt chẽ hơn rất nhiều. Vì thế, lực lượng chức năng đã xử lý mạnh tay, tạo được tâm lý răn đe đối với cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên các nền tảng mạng xã hội. Hành vi mà cung cấp phát tán những cái thông tin trên không gian mạng có những cái nội dung như là kích động, bạo loạn, gây mất an ninh trật tự, được luật an ninh mạng năm 2018 quy định đó là những cái hành vi nghiêm cấm về biện pháp xử phạt hành chính đó, từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức đó thì sẽ nâng lên gấp đôi. Nếu mà cái hành vi có yếu tố, nếu như cấu thành tội phạm đó, thì có khả năng sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự và cái mức phạt nặng nhất là từ 15 năm tù giam. Hiện Việt Nam đang là một trong những quốc gia có dân số sử dụng mạng xã hội tích cực nhất trên thế giới với khoảng 76,95 triệu người dùng, chiếm 78,1% dân số. Tuy nhiên, vì những tính năng tiện ích mà mạng xã hội mang lại, nhiều người, trong đó có những người nổi tiếng, đã lợi dụng mạng xã hội lan truyền những thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, nhân cách và cả phong cách sống của người sử dụng, nhất là thế hệ trẻ. Trước thực trạng này, mỗi người cần trang bị cho mình bộ lọc trước khi tiếp nhận bất kỳ thông tin nào chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng. Không yêu cầu công dân nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành bảo hiểm xã hội. Đây là yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành và bãi bỏ thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân và hướng dẫn triển khai thực hiện. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần thông báo công khai quy định này để thông tin rộng rãi, tạo thuận lợi, đem tới sự hài lòng cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao. Điều đó xuất phát từ nguyên nhân việc người bệnh thường tự mua thuốc theo kinh nghiệm không có đơn của bác sĩ. Trước thực trạng này, hệ thống nhà thuốc pharmac.vn và phòng khám bác sĩ gia đình Dr4U đã hợp tác thực hiện dự án kết nối miễn phí với bác sĩ chuyên khoa đầu ngành thuộc các bệnh viện tuyến đầu trên cả nước, giúp bệnh nhân có thể dễ dàng mua thuốc với kê đơn của bác sĩ, góp phần hạn chế tình trạng kháng kháng sinh như hiện nay. Cụ thể, đến với dự án, người bệnh chỉ cần sử dụng ứng dụng Dr4U để đặt lịch và khám bệnh từ xa. Ngay sau đó, các bác sĩ sẽ gọi điện video call để khám bệnh và tư vấn cho bệnh nhân. Trong đó, đơn thuốc sẽ được các bác sĩ chuyển tới cho khách hàng ngay sau khi kết thúc cuộc gọi để có thể mua thuốc tại pharmac.vn. Tôi bị huyết áp là 4-5 năm nay rồi. Sau khi mà đi khám thì nói chung là tôi khám cho bệnh viện á, thì nói chung là phải chờ đợi lấy số này nọ mà tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Pharmac Việt Nam thì họ có những bác sĩ tư vấn tôi đến và đặt lịch, sau đó được bác sĩ tư vấn và kê đơn thuốc. Trong quá trình tôi bán hàng, chúng tôi cũng nhận thấy rằng là rất là nhiều khách hàng đến đây mua thuốc mà không có đơn thuốc của bác sĩ, thì chúng tôi đã kết hợp với một đơn vị là Dr4U là có nền tảng khám bệnh từ xa, thì chúng tôi kết hợp công nghệ đưa dịch vụ khám bệnh từ xa tại đến với nhà thuốc, thì khách hàng sẽ sử dụng nền tảng Dr4U kết nối với cả hệ thống bác sĩ trên toàn quốc để đặt lịch khám và tư vấn. Từ đó thì bác sĩ có thể đưa cho khách hàng những lời khuyên tốt nhất và đưa ra những loại thuốc mà phù hợp nhất với khách, tránh tình trạng rằng là khách sử dụng thuốc tràn lan dễ dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh sau này. Sự hợp tác này sẽ giúp cho đội ngũ bác sĩ và dược sĩ của Dr4U và pharmac.vn có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng sức khỏe của khách hàng, của người tiêu dùng, và sẽ có những cái sản phẩm, những dịch vụ phù hợp cho từng đối tượng nhằm nâng cao đời sống y tế của người dân Việt Nam hơn. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 12 năm 2023, dự án đã được triển khai tại hai nhà thuốc pharmac.vn có địa chỉ tại 212 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Hồ Chí Minh và số 22 Khâm Thiên, thành phố Hà Nội để có thể sử dụng dịch vụ, hoặc người dân có thể liên hệ số hotline của chương trình 1900 6505 để được hỗ trợ một cách chi tiết. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 12, triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh Art Lighting Experience chính thức đón công chúng Việt Nam và quốc tế tại Trung tâm Thương mại Gigamon Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu hơn 900 tác phẩm, kiến tạo hành trình tham quan độc nhất vô nhị với 16 điểm đến, trong đó có hành lang tương tác nơi du khách bước qua gương ảo ảnh để trở về 133 năm trước. Triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience tại Việt Nam được thiết kế tỉ mỉ với bản quyền từ Bảo tàng Van Gogh Hà Lan và tư vấn từ các bảo tàng lừng danh khắp thế giới như Pháp và Mỹ. Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.